Cũng trong sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị chuyển đổi số ngành ngân hàng trên địa bàn. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành địa phương và các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Báo cáo của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thừa Thiên Huế cho biết, thời gian qua, ngành ngân hàng đã đạt được những thành quả đáng khích lệ trong công cuộc chuyển đổi số trên các mặt, thể chế, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ và đảm bảo an ninh an toàn. Với mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ trong giao dịch, ngành ngân hàng trên địa bàn sẽ thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các mặt, với mục tiêu hướng đến người dân doanh nghiệp, đặt người dân doanh nghiệp ở vị trí trung tâm là mục tiêu động lực của chuyển đổi số. Đây còn là một trong những giải pháp quan trọng tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. 27 ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng đã thực hiện chuyển đổi số, đáp ứng xu thế phát triển mới của công nghệ và của cách mạng công nghiệp 4.0. Sau khi nghe ý kiến tham luận từ các sở ngành liên quan và các tổ chức tín dụng trên địa bàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết 12 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các chương trình đề án chính sách của Trung ương và của tỉnh để nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về tầm quan trọng và tầm cấp thiết của việc chuyển đổi số cũng như lộ trình xây dựng chính quyền số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số. Ngân hàng Nhà nước tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại tăng cường các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số như nâng cấp phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, hoạt động an toàn hiệu quả và có khả năng kết nối, tích hợp với các hệ thống khác, đẩy mạnh các dịch vụ thanh toán hiện đại không dùng tiền mặt.